Bài 2. Tìm m để bất phương trình trừ x lập cộng 3 mx trừ 2 nhỏ hơn hẳn trừ 1 trên x lập nghiệm đúng với mọi x lớn hơn bằng 1. Chúng ta nhìn thấy đây tham số m cũng là bậc nhất, do đó có thể làm bằng phương pháp hàm số. Bắt bước 1. Biến đổi bất phương trình tương đương với 3 mx, những phần nào không dính m chúng ta chuyển hết sang vế bên kia, trừ x sang vắt sang vế bên kia là x lập, trừ 1 trên x lập, trừ 2 vắt sang vế bên kia là cộng 2, đúng với mọi x lớn bằng 1. Bây giờ cô lập triệt để tham số một vế, hàm số một vế thì vậy tương đương với 3m nhỏ hơn x lập chia x là x bình trừ đi 1 trên x mũ 4 cộng với 2 trên x. Ta đặt cái hàm số này bằng fx. Vậy bất phương trình này phải đúng fx lớn hơn 3m đúng với mọi x lớn bằng 1. Vậy là theo các hàm số sẽ là min của fx lớn hơn 3m. Chúng ta sẽ dùng đạo hàm để xác định tính đơn điệu của fx. Ta có f(x) đạo hàm x bình phẩy sẽ bằng 2x trừ 1 trên x mũ 4 phẩy sẽ bằng là, chúng này có thể chúng ta sẽ biết là x mũ trừ 4 đóng ngoặc phẩy, do đó là rút gọn đi chúng ta sẽ được là 4 trên x mũ 5 trừ đi 2 trên x bình phương. Ở đây là bình thường ra là cái quy tắc xét dấu đạo hàm, nếu như là hàm đa thức hoặc là phân thức thông thường chúng ta sẽ là dùng quy tắc là đan dấu khi đi qua các nghiệm đơn, như ở đây nó là một cái hàm rất là lủng củng thì chúng ta sẽ hơi bị bất ngờ với một cái cách xét không phải là tìm nghiệm của phương trình nữa, bởi vì việc giải nghiệm của phương trình để tìm ra nó đan dấu thì rất là khó. Ở đây chúng ta nên đánh giá là f(x) ta dùng bất đồ thức Cauchy, tức là xét dấu đạo hàm thì có nhiều cách có thể tìm nghiệm phương trình, nhưng có thể là gì, là đánh giá bất đồ thức. Ta có 2x cộng 4 trên x mũ 5 lớn bằng 2 lần căn bậc 2 của 2x nhân với 4 trên x mũ 5 trừ đi 2 trên x bình phương. Vậy khai căn ra ta được là 4 căn 2 trên x bình phương phải trừ đi 2 bằng 4 căn 2 trừ 2 tất cả trên x bình phương. Rõ ràng rằng là 4 căn 2 trừ 2 là luôn dương, do đó rằng là f(x) luôn lớn hơn hẳn 0 với mọi x. Từ đây suy ra là f(x) tăng, khi đó yêu cầu bài toán tương đương với là f(x) lớn hơn 3m đúng với mọi x lớn bằng 1 thì tương đương với min của f(x), nhưng mà f(x) tăng do đó là min của f(x) bằng f(1) bằng 2 lớn hẳn 3m tương đương với 2/3 lớn hơn m.